để chỗ nào. Nhưng mà đây là ba ngôi mộ đấy gì ạ? Không, cái này là nhiều, cái này kín ngôi tất cả. Ồ, thế thế này thì khó rồi. Sao ông đặt nó lại? Có cái này là ba cái lỗ này để thắp hương luôn. Ồ, thế thì khó. Khó rồi. Tức là để hai giấy như này. Giấy trong ở đây rồi, đây thôi được rồi. Tức là bây giờ là mộ ông đẻ ra, tức là cụ đẻ ra ông và bà cụ bà đẻ ra ông. Vâng. Rồi bây giờ cháu sẽ nhìn cho tả hình dáng của cụ nhá. Vâng. Cụ ông người gầy gầy. Người gầy gầy, mặt xương xương. Mặt xương xương, răng hơi hô. Răng hơi hô. Mặt dài như này này, mặt dài. Vâng. Có đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi, thế thì ở góc này. Đây nhá ông nhá. Đây ông à, cái bút này, đây cái bút. Đây 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 đây, bút đi đâu. Đây đây, đánh dấu đây đây. Cái chỗ góc này nhá ông nhá. Vâng. Rồi bây giờ cháu tả bà nhá, tìm bà tả bà nhá. Vâng. Bà người gầy cao. Cao. Mặt tròn chứ là không dài. Mặt tròn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đấy ạ. Vâng, thế ở đây. Góc này. Đấy là góc ấy. Vâng, đây ông đã xác định được chưa? Đấy, góc đấy. Rồi, đây nhá. Đây là cụ bà nhá. Vâng. Kia là cụ ông. Đây đưa đưa cháu ghi cho, đưa cháu ghi cho. Đây là cụ bà nhá. Mai làm bia. Bà này. Đây là ông này. Rồi sau này làm bia thì là... Rồi, những... vừa nãy là cháu xuất hồn là các cụ ấy ngồi dậy đấy. À. Ngồi dậy để cho cháu nhìn đấy. Để cho cháu tả hình dáng cho ông đấy. Xong rồi làm bia thì đứng đằng nào? Dựng quay về hướng này. Quay vào đây thôi. Cứ quay về hướng này thôi. Quay hướng này thôi. Cái kia ông quay về hướng kia. Vâng, vâng. Nhá. Vâng. Rồi, thôi được rồi. Thế thì chúc mừng ông với gia đình nhá. Vâng, vâng. Thôi thì cháu xin phép nhá. Ông còn cái ông tứ đại nhưng mà ở đằng kia thì thôi thôi chứ để sau không? Để sau đi. Nhưng mà thầy có xuất hồn về đây mất mộ nên là có mất mộ thì phải để ra tận nơi để tìm cơ, phải hôm nào người nhà ra đấy cơ. Thì bây giờ với cháu xin phép thì tầm này bây giờ 1 giờ rồi cháu chưa được ăn nó đang tụt huyết áp. Nay thầy lại ăn muộn rồi. Vâng, thì cháu xin phép nhá. Thế vâng, là vâng, con đang nhờ là Nguyễn Hữu Tô. Hoàng Hữu Tô. Nguyễn Thị Trình. Hữu Tô. Còn lại bà Nguyễn Thị Trình đấy, bà là vợ gì ạ? Vợ của ông nội gì ạ? Vâng, vợ của ông nội. Nguyễn Thị Trình. Hoàng Hữu Sinh. Hoàng Hữu Sinh là ai ạ? Hoàng Hữu Sinh là bố chồng bà. Bố chồng. À. Mẹ là Lê Thị Ngọt. Lê Thị Ngọt á? Lê Thị Ngọt, vâng. Thị Ngọt. Thế còn lại Lê Thị Kim. Lê Thị Kim, vâng. Là ai ạ? Là chị dâu. Chị dâu. Vâng. Đây là 1, 2, 3 4, 5 4, 5. Đây là một ngôi to, đây là ngôi to hay là một ngôi đệ, đây là một đây ngôi, một ngôi đệ. Vâng, đây là một. Còn bên này là 4 đúng không ạ? Đây là đây mới có 3 thôi thầy. Cái mộ này là cái mộ của bà thì vừa sau làm thứ ăn này. 1 2 3 4 5. Đây là 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Vâng. Hữu Tô đây rồi. Ông nội. Vợ Nguyễn Thị Trình. Chồng.
chồng. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Thế còn cái ngôi này của ai ạ? Ngôi này là bác chồng của bác này. Ngôi này là của chồng. Tên con đúng rồi. Đúng rồi. Cái này là bốc mộ đi vào đúng rồi, chồng bà. Vâng, thằng nào không thấy có gì. Rồi, thế thì còn lại là đây. À. Còn lại là đây, Lê Thị Kim. Thế là Kim là cái mộ nào? Thị Kim đây, 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 đây. Đây, đây là ai ạ? Đây là bố chồng. Bố chồng, đây đây cháu ghi ra đây rồi. Thằng nào cái chỗ này, cái mộ này cháu thấy nó trống đây này. Vâng, đây là chồng, chống. Có tên rồi. Rồi rồi thằng nào, rồi. Đây đây rồi. Cái tên là của ai? Đây đây đây, mẹ chồng, vợ ông nội. Vợ ông nội là đây. Đây. Ông nội đây, vợ ông nội đây. Mẹ chồng đây. Bố chồng đây và Lê Thị Kim đây. Đấy, cháu ghi bản đồ đây ra đây hết rồi. Vẽ sơ đồ ở đây hết rồi. Rồi, đây rồi. Nó có một cái kỳ diệu như thế này bác này. Là cái ngôi này không biết như thế nào mà thấy trống luôn. Trống, vâng. Vâng, có, thì hóa ra này là, thế là, vâng. Vâng, thế là bà đặt đấy. Đặt đồ đã bốc mộ bộ đã rồi. Vậy thì như thế này anh nhá. À nhưng mà lúc nãy là trong cái danh sách tên thì nó cũng trống. Vâng. Kia là chỗ kia là trống hoàn toàn. Vâng. Vâng. Đây là trống ở đây là trống danh sách này. Vâng. Thì đây là mộ. Vâng. Rồi. Thôi được rồi, thế thì khi xin phép nhá. Đây là chú quay rộng ra đi, chú quay rộng ra. Vâng. Vâng. Vâng, quay cái hàng đằng sau đi ạ, quay hàng đằng sau đi ạ, quay đứng rộng ra đi ạ. Vâng, vâng. Hàng đằng sau, hàng đằng sau, hàng đằng sau, đấy, rồi, rồi. Chú cứ dịch ra bên trái, dịch sang bên trái. Dịch sang bên trái nữa, đấy, để nữa, nữa. Ngồi ngoài cùng bên trái. Ngoài cùng bên trái. Ngoài cùng bên trái. Nữa đi ạ, à, nữa đi, đấy ngoài cùng, đấy, đây, đây, đây là cụ tứ đại. Cái ngôi đen, đen đầu tiên. Vâng ạ, à, ngôi ngoài cùng bên trái, đây, đây. Ông ạ, à, cụ ông tứ đại ạ. À. Vâng, rồi, rồi. Đợi, đợi cháu một chút để cháu tìm bà nhé. Vâng, ạ. Không, được rồi, hàng, chú quay ra giữa hàng thứ hai đi, quay ra giữa hàng thứ hai. Chú đếm cho cháu thế nào? Từ ở bên phải ra ngôi thứ 6. Tính từ bên phải ra ngôi thứ 6. Bắt đầu chú tính đếm đi ạ. Chú quay đi, chú quay đi đây. Chú quay đi. Đây đây. Sao lại mất tín hiệu rồi? Đấy được rồi, ngồi ngoài cùng bên phải, tính từ ngoài cùng bên phải dịch vào trong ngôi thứ 6. Rồi bắt đầu chú đếm đi ạ. 1 2 3 4 5 6 đây đây đây, cụ bà đây ạ. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Rồi, thế chúc mừng gia đình chú nhá. Dạ vâng, dạ vâng ạ. Rồi, chúc mừng gia đình ạ. Còn cái việc hôm sau thầy cố gắng bố trí giúp cho con cái nhà thầy. Vâng, vâng, vâng. Rồi ạ, chúc mừng gia đình chú nhá. Dạ, 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 vâng ạ. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng, vâng.